bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2021, vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Bản tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.